Chào Lily, đưa các bé tới công viên à? Bà tính thực hiện một màn thả bóng bay cho ngày Valentine sao? Là gì vậy? Bà sẽ thả 100 quả bóng bay sao? Tuyệt vời! Mình nghĩ các bé muốn bà đánh võng lần nữa, Lily à? Lily, coi chừng! Ôi không! Gọi xe sơ tải giúp đỡ sao? Ý kiến hay đó! Kha, tụi mình cần bạn giúp đỡ! Lily và các bé đang bị kẹt trên cầu ở công viên. Họ có thể bị rơi xuống. Siêu xe tải. Lily, chú xe tải đến cứu bạn đây. Phải rồi, các bé đang ở bên trong. Bà sẽ chuyển hóa sao? Ý hay đó. Tuyệt, bây giờ bạn có thể cứu các bé rồi. Ý kiến hay lắm Kha. Được rồi các bé, các em sẽ phải nhảy lên siêu xe tải. Được chứ? Em đã sẵn sàng chưa? Chỉ còn hai bé nữa thôi. Bé cuối cùng. Ồ không, chú xe tải, bà nên làm gì đi? Ôi không, những quả bóng đó giúp cô ấy được thăng bằng. Bạn nên làm gì đi, ngay. Một tấm nệm, nó sẽ giúp bạn được rơi xuống êm ái. Đúng rồi, nó không ở đúng chỗ. Các em có thể giúp được không? Làm tốt lắm các em. Kha sẽ để nhẹ bạn một cái, được chứ? Wow, hạ cánh tốt đẹp. Yeah, có vẻ như các em rất thích ha. Bà cũng vậy, sẽ tải à? Từ từ nào các em. Và cảm ơn một lần nữa nha, siêu xe tải.